Dạ cháu chào bác ba mới về. Lan có khỏe nhiều không bác? Lan có hỏi thăm đến gì cháu không bác? Con Lan nó đã đỡ nhiều rồi cháu à. Vậy hả bác? Cháu định khi nào thuận lợi xin phép bác cho cháu vào thăm Lan? Cái đó thì không được đâu cháu à. Ủa sao vậy bác? Bác sĩ không cho phép. Tại sao bác sĩ trị bệnh cho Lan mà không cho phép cháu vào được thăm Lan hả bác? Tại chắc bác sĩ sợ con Lan nó xúc động. Hạnh à, cháu về đây sống thế nào vui vẻ chứ? Dạ, từ ngày được bác thân đem về đây nuôi dưỡng một năm trời, cho ăn uống đàng hoàng đầy đủ tiện nghi thì còn gì bằng bác. Nhưng chỉ có một điều là bác biết bác hiểu mà. Cháu ngồi đi, ngồi xuống đi cháu. Dạ, sự trang trọng của bác đã khiến cho cháu có nhiều suy nghĩ. Bác biết là hai đứa đã yêu nhau, một tình yêu giả dối dại khờ.